Giới thiệu anh em, đây là cái bầu của anh qua Tiger nha, bầu Quang Đồng. Thì thằng quay 5 này là ti xả 5 ly nha, thằng quay 4 này ti 4 ly chuẩn theo zin luôn. Zin mình thì nhập về là nguyên cây rồi nó ti 4 ly. Thì mình test hai loại này lực bắn cũng như nhau thôi, không gì khác hết, tại lỗ xả lên nòng là 4 ly hết, lực nó cũng như nhau mà. Mình mua lỗ 4 ly mình xài linh kiện mình thay thế nó dễ hơn, đồ mình sàn qua hàng lại nó cũng dễ nữa. Còn 5 ly này thì nó lớn hơn thì nó linh kiện nó tìm hơi khó, mà mua anh em mua ron vẫn có cho anh em nha. Lực lực thì cũng như nhau thôi, mình test rồi lực như nhau thôi, không khác gì hết. Anh em mua này tặng thêm một con Secure ở ngoài nữa dành cho anh em mình xài nha. Rồi anh em này mình test hơi rồi, anh em cần về các bộ xài thôi chứ không có làm gì hết. Em mua đi tặng hai bộ con Secure ngoài. Rồi anh em cảm ơn cho họ này.